Sáng ngày 24 tháng 6, Đảng ủy phường Nam Sơn sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến năm 2024. Từ năm 2022 đến năm 2024, Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường cũng đã xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm qua, Đảng ủy phường đã giới thiệu 38 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 34 quần chúng ưu tú vào Đảng, thành lập không một chi bộ theo nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy thi công được 6 tuyến ngõ với chiều dài hơn 950 m lắp đặt 52 bóng điện chiếu sáng, không hai cột điện và trồng được 95 cây xanh. Đảng Bộ Phường 2 năm liên tục 2022, 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được quận ủy tặng giấy khen. Có 3 lượt tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận tặng giấy khen biểu dương có thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận số 01. Trong thời gian tới, Đảng ủy Phường Nam Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng thực hiện kết luận số 01, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả thực hiện chỉ thị 05, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận số 01 kết hợp với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 khóa 13 tại các tổ chức, các chi bộ, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo bác. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn tặng giấy khen 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến năm 2024.